Chào các bạn, trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn à, sử dụng và thiết lập cái chiếc cam hành trình 70mai A510 ở trên điện thoại và chi tiết cách sử dụng như thế nào thì mời các bạn xem kỹ video. Vâng và để sử dụng và thiết lập được chiếc cam 70 mai A510 ở trên điện thoại thì đương nhiên các bạn sẽ phải cài một cái ứng dụng đấy là cái ứng dụng 70 mai và cái ứng dụng này thì ở trên kho CH Play hay là App Store đều có hết các bạn nhá. Nếu như bạn nào mà không biết cài thì mình đã có một cái video hướng dẫn kết nối và cài đặt cái ứng dụng này rồi. Các bạn có thể xem ở trên kênh của mình. Còn trong video này thì mình coi như đã cài đặt và kết nối xong. Vâng và đây là cái giao diện chính của ứng dụng 70 mai khi mà chúng ta kết nối với cái A50 thì mình sẽ nhìn qua một chút xíu về phía bên ngoài trước nhé. thì ở phía bên trên này thì các bạn sẽ thấy là cái khung live view rồi, nó sẽ hiển thị được cái camera trước. còn nếu như các bạn có lắp đặt thêm cả camera sau, thì các bạn có thể bấm chuyển đổi tín hiệu đây. các bạn sẽ nhìn thấy cái nút chấm chấm tròn tròn đây. bấm vào đây là nó sẽ chuyển tín hiệu ra camera sau hoặc là camera khoang xe. thì trong video này thì mình hiện tại đang không lắp cái camera sau nên là bấm nó không chuyển tín hiệu được. còn nếu như các bạn có lắp thì các bạn cứ bấm vào đây là sẽ chuyển được nhá. Tiếp đến thì sẽ có cái nút chụp hình thì cái này đơn giản thôi. Ở phía trước thì có những cái hình ảnh nào các bạn cần lưu lại thì các bạn bấm chụp một cái thì nó sẽ lưu và nó lưu vào thẻ nhớ ở trên chiếc cam. Tiếp đến thì cái nút mic thì nếu như hiện tại thì đang ở cái chế độ là thu âm nghĩa là khi mà chúng ta di chuyển trên đường ấy thì cái video nó sẽ thu lại tiếng âm thanh thì những cái tiếng còi hay tiếng xin nhan thì nó cũng sẽ đều ghi lại được và sau này nếu cần thì các bạn có thể làm bằng chứng. Còn nếu trong một vài những cái tình huống nhạy cảm các bạn không muốn ghi lại âm thanh ấy thì các bạn sẽ bấm phát là tắt đi thôi đấy rồi chúng ta lại bật lên ở phía dưới thì các bạn sẽ có hai cái mục một là cái mục album bây giờ mình sẽ vào album trước nhá thì khi mà mình vào album ấy thì nó sẽ bắt buộc chúng ta là phải dừng cái hình thì đương nhiên là mình đồng ý thôi không có vấn đề gì cả đúng không thì ở đây các bạn sẽ thấy là nó sẽ có một hai ba bốn năm cái mục thì cái mục này nó ở cái phần danh mục nhá thì các bạn sẽ thấy là tất cả video đây là nơi lưu trữ tất cả những cái video di chuyển trên đường mà nó ghi lại ở trong một cái thẻ nhớ của các bạn thì đây các bạn sẽ vào thì chúng ta sẽ thấy là có rất là nhiều video đúng không tuy nhiên thì các bạn lưu ý này nó sẽ có cái mục là camera chính nghĩa là cái camera trước ấy cái mục thứ hai là camera mở rộng nghĩa là cái camera sau hoặc là camera khoang xe đấy là cái cam phụ nếu như mà các bạn có lắp đặt ấy, thì nó cũng sẽ hiển thị nội dung ở đây trong video này thì mình lại đang không lắp cái cam sau hay cam khoang xe này nó không có nội dung còn nếu như các bạn có thì sẽ có nội dung nhá đấy còn đương nhiên là khi mà các bạn muốn tải hay là xóa video thì các bạn đơn giản chạm vào đây thôi thì chúng ta sẽ thấy ba cái mục ở phía dưới này một ở cái rs nghĩa là cái bật hiệu ứng nghĩa là chúng ta có thể nhìn được các cái tọa độ này tốc độ này hay là cái khoảng cách xe di chuyển thì cái này mình đã có một cái video giới thiệu riêng rồi tiếp đấy là mục tải xuống và mục xóa thì cái này rất đơn giản các bạn có nhu cầu tải video này về điện thoại thì các bạn bấm tải xuống còn nếu như các bạn muốn giấu cái video này đi các bạn bấm xóa ok rất là nhảy gọn được chưa? Rồi tiếp đến là cái video khẩn cấp thì cái chỗ này nó sẽ lưu tất cả những cái video ghi hình khẩn cấp bao gồm kích hoạt bằng tay hoặc là tự động các bạn nhé. Một số bạn thì gặp phải cái tình huống như thế này, các bạn thắc mắc mà, ô, trên suốt cả một cái hành trình của mình ấy, thì tự nhiên lại có một hay hai cái phút mà lại không có ở trong mục tất cả. Đấy, các bạn vào cái mục ghi hình khẩn cấp này để xem nhé. Tại vì có thể ở trong cái khoảng như thế các bạn đi vấp vào cái g giảm tốc chẳng hạn thì nó kích hoạt cái tính năng ghi hình khẩn cấp thì cái video đấy nó sẽ đưa vào cái phần mục khẩn cấp này và chúng ta sẽ không thể nào xóa được. Muốn xóa được thì các bạn bắt buộc phải xóa thủ công. Rồi. À, bây giờ thì tới cái phần giám sát đỗ xe cái giám sát đỗ xe này thì rất là đơn giản thôi nghĩa là chúng ta lắp đặt bộ arw kit này mình đang đỗ ở trên đường này nếu như mà xe có va chạm thì nó sẽ kích hoạt cam lên và cái video đấy nó sẽ lưu vào cái mục đỗ xe này nhé và đương nhiên thì nó sẽ ghi cả cam trước cả cam sau thế nên nó có hai mục để cho các bạn xem rồi, bây giờ quay ra nào, thì chúng ta sẽ có tiếp tới cái video tua nhanh nghĩa là cái tính năng tham láp ấy. thì chi tiết về cái tính năng tham láp như thế nào thì mình đã có một cái video ở trên kênh của mình rồi. Nếu như bạn nào chưa biết về cái tham láp thì các bạn có thể lên kênh của mình tìm cái từ khóa là tham láp tụi mình thì các bạn sẽ hiểu rõ ngay thôi. và đấy là nơi lưu trữ những cái video tham láp. Dưới cùng thì là cái phần chụp hình. thì vừa rồi chẳng hạn mình đã chụp hình thì nó sẽ lưu ở đây. đấy, thấy chưa? OK chưa? Bây giờ thì chúng ta sẽ sang cái phần dòng thời gian một chút xíu. Cái dòng thời gian này thì các bạn hình dung nó cũng giống như kiểu là camera giám sát trong nhà ấy thì các bạn có thể tua thời gian ở đây rất là thuận tiện đúng không? mình sẽ kéo đi kéo lại chứ không phải mở từng video từng video một và nếu như mà mình có nhu cầu tải xuống đoạn nào thì các bạn có thể bấm cái mục tải xuống thì mình sẽ lưu đúng cái đoạn đấy thôi đấy hoặc là cái phần RS này là chúng ta sẽ bật cái um, hiệu ứng này mình cho các bạn xem nhé đấy các bạn sẽ thấy là tất cả những cái hiệu ứng nó sẽ hiển thị ở đây mình kéo đây cho các bạn xem luôn này rồi và bây giờ thì mình sẽ tới cái phần uh, cài đặt thiết lập cái chiếc A510 ở trên A510 này có khá là nhiều những công nghệ và tính năng Dẫn tới là cái phần này này nó rất quan trọng nhá các bạn chú ý giúp mình đầu tiên thì sẽ là cái phần định dạng video thì uh, nếu như các bạn đang sở hữu một cái điện thoại thế hệ mới, các bạn nên để độ nén cao để chúng ta có một cái chất lượng video tốt nhất, nhưng cái dung lượng video ấy, dung lượng file ấy nó thấp hơn. Còn nếu như các bạn đang sở hữu một cái điện thoại cũ ấy mà các bạn để độ nén cao ấy thì có thể các bạn sẽ không xem được cái video đấy, hoặc là xem nhưng mà lại bị tình trạng là giật hình. Thì uh, lúc đấy các bạn sẽ chuyển sang cái phần uh, độ nén thấp, nghĩa là nó tương ứng với cái H264, còn khi mà các bạn để độ nén cao thì nó sẽ tương ứng với H265 nhá. Tiếp theo là độ phân giải thì ở trên A510 này các bạn sẽ có ba lựa chọn. Một là cái 2592 x 1944 thì cái này nó sẽ có một cái tỷ lệ 34 hơi vuông. Các bạn có thể đưa lên mạng xã hội được. Thế nhưng mà nếu như mà các bạn đẩy lên các cái nơi như kiểu YouTube chẳng hạn thì chúng ta sẽ bị cái khung hình hơi xấu. Các bạn có thể chuyển về 2560 x 1440 thì ở đây chúng ta còn có cả HDR nữa. Và khi có HDR rồi thì các bạn ghi hình buổi tối cực kỳ tốt luôn. À, tất nhiên thì nó sẽ có thêm một cái full HD nhưng mà lại được 60 FPS nữa. Cái 60 FPS cũng rất là hay. Mình đã có video giới thiệu và chia sẻ cái 60 FPS sẽ giúp gì cho chúng ta rồi. À, cũng ở trên kênh của mình luôn nhá. Rồi và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tới cái mục thời lượng video Thì cái này đơn giản thôi nó sẽ tách các cái file Ví dụ ở đây mình đang để một phút chẳng hạn Thì khi mà lưu trữ ấy, thì nó sẽ có một file một phút Và lời khuyên của mình các bạn nên để một phút thôi nhá Chứ còn chúng ta để 2-3 phút Thứ nhất là chúng ta sẽ tìm kiếm nó rất là dài Cái thứ hai là nó nặng dẫn tới tình trạng lag hay nóng máy Thì các bạn cứ để một phút cho nó thoải mái rồi tiếp theo là cái mục phá rỡ cái này thì nó dịch hơi buồn cười cái này khi mà các bạn bật lên đấy thì nếu như mà các bạn ví dụ như là mùa đông chẳng hạn thì các bạn xảy ra cái tình trạng là bị hấp hơi ở trong ống kính ấy, thì chúng ta sẽ bật cái phá rỡ này đi để nó giúp cho cái ống kính chúng ta được trong hơn ghi hình nó sắc nét hơn. Rồi tiếp đến là cái dấu chìm tốc độ Thực ra là đúng là cái A510 để dịch tiếng Việt hơi chuối thật Cái dấu chìm tốc độ này đơn giản Là các bạn hiển thị cái tốc độ di chuyển của xe lên video thôi Còn kinh độ vĩ độ thì nó sẽ hiển thị cái tọa độ di chuyển của xe lên video Đấy đơn giản là như vậy Logo 70 mai thì rất dễ rồi đúng không Chúng ta bật thì nó sẽ có logo 70 mai ở trên video của Chúng ta không bật thì sẽ không có logo 70 mai Chống nhấp nháy chúng ta để H60 Z nhá à, Có thể trực tiếp xem À đây để các bạn sẽ chú ý cái tính năng này này cái này thì đương nhiên là phải lắp đặt cái bộ hardware kit 4G thì chúng ta mới bắt được. Và đây là một cái tính năng mới của A510 các bạn nhé. Nếu như các bạn để ở chế độ bật ấy, thì các bạn có thể giám sát xe từ xa trong điều kiện xe đang di chuyển đổ máy rất là bình thường. Còn nếu như các bạn để ở chế độ tắt chẳng hạn thì các bạn sẽ chỉ giám sát xe từ xa khi mà xe tắt máy và đỗ xe mà thôi. Thì lời uh, khuyên của mình các bạn nên để bật đi để chúng ta có thể giám sát cả trong cái trường hợp xe đang di chuyển. Chúng ta cho mượn xe chẳng hạn đúng không? Thì mình bật lên để mình xem xe đang di chuyển như thế nào hay vị trí tọa độ ra sao. Thế nhưng các bạn lưu ý để bật được cái tính năng này thì chúng ta bắt buộc phải lắp đặt một cái bộ kit 4G riêng cái này phải mua riêng chứ nó không tích hợp sẵn ở trong cái hộp của sản phẩm của A510 đâu nhá. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ tới cái phần thời lượng thì thực ra là cái phần à đây, này, phải nói lại một chút xíu cho nó nằm trong cái gói an ninh đỗ xe. Thì cái thời lượng giám sát ấy, thì hiện tại mình đang để là 12 giờ nghĩa là nó sẽ giám sát trong vòng 12 giờ khi mà chúng ta đỗ xe. Còn nếu như các bạn đặt không giới hạn thì đỗ xe 10 ngày hay là 20 ngày, 30 ngày đi chăng nữa thì nó vẫn cứ giám sát. Đấy là tùy các bạn lựa chọn đấy nhá. Tại vì xe của mình đi thường xuyên cùng lắm phải đỗ qua đêm hoặc là đỗ chỗ nào một chút xíu thôi nên là mình để 12 giờ còn thời lượng như thế nào thì tùy vào cái nhu cầu sử dụng của các bạn. Rồi tiếp đến thì chúng ta sẽ có cái độ nhạy như này thì đang để độ nhạy cao các bạn ạ. Và phản hồi thì là phản hồi tức thì, đương nhiên cái này là phản hồi tức thì rồi. Và độ nhạy thì chắc là mình sẽ phải có một cái video giải thích kỹ hơn về cái độ nhạy cao và độ nhạy cao thì nó như thế nào và độ nhạy thấp như thế nào lời khuyên của mình thì mình khuyên các bạn nên để độ nhạy cao nhé nhưng mà đôi khi nó sẽ làm cho các bạn hơi bị khó chịu ví dụ như là mình đang đỗ xe ngoài trời mà gặp trời mưa chẳng hạn thì nó sẽ thông báo cho chúng ta liên tục khó chịu phết đấy rồi tiếp đến thì chúng ta sẽ có cái phần ghi hình tua nhanh chính là cái tính năng tham lap thì nếu như mà các bạn dừng đỗ xe ở một cái vị trí nào đó mà có nguy cơ va chạm rất là nhiều thì các bạn nên bật tham láp lên để chúng ta có một cái hình ảnh ghi tốt hơn nhưng khi chúng ta bật tham lap lên ấy thì nó sẽ đi kèm theo một vấn đề đấy chính là nó sẽ hao điện hơn so với cái tính năng bình thường À, tùy các bạn đó nhá thì hiện tại thì mình đang tắt đi tại vì chả mấy khi mình đỗ vào những cái vị trí mà có rủi ro va chạm cao rồi tiếp đến thì các bạn sẽ có cái phần bảo vệ ắc quy đây là một cái tính năng rất quan trọng và rất là nhiều bạn hay hỏi đây này à, nếu như các bạn lắp đặt bộ hardware kit ấy, thì các bạn hay sợ là nó sẽ làm hết bình ắc quy đúng không các bạn yên tâm đi ở trên ứng dụng này chúng ta có cái phần thiết lập rồi thì đây nhá ví dụ đây chúng ta đang để cái chế độ bảo vệ nghĩa là cứ ác quy về 11.9 hoặc là 23.8, 23.8 là với xe tải Còn với xe du lịch thì là 11.9V Thì cái tính năng hỗ trợ độ xe an toàn nó sẽ tự động ngắt Lúc đấy nó không hao điện nữa Còn đương nhiên là các bạn có thể đặt ở cái mức độ cao hơn hoặc là thấp hơn tùy các bạn thì Mình mình đang đặt ở cái mức 11.9 Rồi đấy, các bạn yên tâm chưa? rồi tiếp đến là cái mục chuyển thông minh một cái câu dịch nó hơi bị chuối tiếp đúng không? À, video khẩn cấp đây là cái độ nhạy của cái tính năng ghi hình khẩn cấp kích hoạt tự động các bạn ạ thì à, bình thường nếu như mà các bạn mà để độ nhạy cao ấy các bạn nhớ nha để độ nhạy cao ấy thì chúng ta vấp vào cái g giảm tốc thôi nó cũng sẽ kích hoạt cái tính năng ghi hình khẩn cấp và lời khuyên của mình là các bạn nên để ở cái độ nhạy thấp thôi nghĩa là chúng ta sẽ có một cái lực va chạm thực tế vào xe thì chúng ta mới kích hoạt cái tính năng này lên nhưng mà các bạn nhớ nhá, đừng bao giờ tắt đi, tại vì nếu mà tắt đi ấy chẳng may mà chúng ta xe xảy ra tai nạn ấy có thể nó sẽ không khóa được cái video ấy lại thì cực kỳ là căng. Ok. Bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp xuống tới cái mục ADAS. Đây là cái tính năng hỗ trợ lái xe an toàn. Cái tính năng này đối với mình nhá, thì mình luôn luôn nói với các bạn là nó chỉ có mục đích quảng cáo thôi tại vì cái hiệu quả nó cũng không được tốt lắm. Thế nhưng mà mình vẫn cứ giới thiệu với các bạn. Thứ nhất là các bạn muốn dùng thì các bạn bật cái tính năng ADAS lên này thì chúng nó sẽ quét sau đó thì mình sẽ xem các cái thông báo thì ở đây các bạn sẽ có này cảnh báo va chạm với xe phía trước này cảnh báo đi lệch làn đường hay là cảnh báo xe phía trước di chuyển các bạn không thích cái nào thì các bạn có thể tắt đi nhé mình thì mình rất ghét cái cảnh báo lệch là làn này nó không có tác dụng gì cả mình chỉ thích mỗi cái cảnh báo xe phía trước di chuyển thôi à, mình giữ mỗi cái đấy rồi rồi tiếp đến thì cái phần ghi âm thanh thì cái này mình cũng đã giải thích với các bạn từ lúc nãy rồi cái này bật mic lên thôi bật mic tắt mic này ngôn ngữ này thì đương nhiên là mặc định tiếng việt rồi còn chế độ màn hình chờ thì các bạn thích như thế nào Ví dụ như là mình hay quay video chẳng hạn thì mình luôn luôn để nó sáng Còn nếu mà người dùng cơ bản thì các bạn nên để ở chế độ màn hình chờ hoặc là tắt màn hình đi Nghĩa là chúng ta dùng sau 30 giây để tự động nó tắt đi để cho nó đỡ mất tập trung nhá rồi tiếp đến là tự động tắt nguồn khi dừng Đây cũng là một cái vấn đề của chiếc cam này Các bạn lời khuyên của mình Các bạn nên để tắt Đừng nên để nó sau 5 phút hay là 10 phút Tại vì khi mà nó tự động tắt đi ấy thì các bạn muốn bật cam lên các bạn sẽ phải bật thủ công nó rất là phiền phức có thể có dẫn tới những tình huống là các bạn quên thế nên là cái lời khuyên của mình các bạn nên không tắt nguồn tự động nhớ nhá rồi tiếp đến thì chúng ta sẽ có cài đặt sóng wi-fi thì cái này bật phóng sóng wi-fi thay đổi sóng wi-fi không động vào làm gì à, giờ hệ thống này khi mà các bạn lắp đặt cài đặt lần đầu tiên thì các bạn cần sinh giờ hệ thống thì chúng ta chỉ cần bấm vào đây thôi thì nó sẽ tự động cập nhật giờ hệ thống theo điện thoại của chúng ta đấy ở phía dưới thì là cái định dạng ngày tháng năm thôi thì ở việt nam mình đương nhiên mình sẽ chọn ddmmi rồi đúng không Đấy, các bạn ở nước khác thì có thể các bạn thay đổi à, rồi đơn vị vận tốc thì ở việt nam mình cũng đương nhiên là km trên giờ thì mình sẽ chọn km trên giờ chứ không chọn dặm này à, trạng thái xác định vị trí này cái là chúng ta xem cái này để biết xem là cái cam của chúng ta có hoạt động gps hay không ví dụ như là cái vạch nó lên như thế này thì các bạn biết là cam đang có gps nhá rồi và rồi đồng bộ dữ liệu lộ trình này. Cái này nếu như mà các bạn tắt đi thì các bạn sẽ không xem lại được cái lộ trình di chuyển của xe. Còn nếu như các bạn bật lên như thế này thì chúng ta sẽ xem lại được cái lộ trình di chuyển của xe. Cái này thì mình đã có một cái video giới thiệu riêng về cái tính năng này rồi, rất là hay để các bạn có thể xem lại cái lộ trình di chuyển của xe của chúng ta. Đấy Tiếp đến thì uh, truy xuất nhật ký thiết bị không có gì, định dạng thẻ nhớ. Cái này thì là lần đầu tiên chúng ta lắp đặt sử dụng cam thì nên định dạng thẻ nhớ thôi. Đấy, khôi phục cài đặt gốc thì uh, khi mà chúng ta thiết lập lằng nhằng quá nhiều rồi các bạn cũng không biết là mình thiết lập cái gì nữa, các bạn muốn thay đổi lại chẳng hạn thì các bạn sẽ chọn uh, khôi phục cài đặt gốc nhá. Đấy. Đấy là toàn bộ về cái phần uh, thiết lập ở trên chiếc cam A510 thông qua cái ứng dụng 70 mai và video hướng dẫn sử dụng và thiết lập cái chiếc cam 70 mai A510 đến đây là kết thúc rồi. Và nếu như các bạn thấy video này hay hữu ích thì nhớ like share và ấn nút đăng ký để xem thêm nhiều video hay nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.